Thưa quý vị, trưa ngày 5 tháng 11, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 3 bị cáo Phan Văn Anh Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an và Hồ Hữu Hòa, trú tại Nghệ An, trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ. Theo đó, cựu Tổng cục Phó Nguyễn Duy Linh thừa nhận 5 lần nhận quà của Phan Văn Anh Vũ, nhưng khẳng định đây chỉ là xì gà và thuốc lá, chứ không phải tiền. Tại phần xét hỏi, hội đồng xét xử yêu cầu cách ly các bị cáo để đảm bảo sự khách quan trong các lời khai. Hội đồng xét xử tập trung các câu hỏi vào việc Vũ thông qua Hòa đưa 5 tỷ đồng cho ông Linh như thế nào. Là bị cáo đầu tiên bước lên bục khai báo, Hồ Hữu Hòa nói nghe rất rõ bản cáo trạng mà đại diện Viện Kiểm sát vừa công bố. Hòa khai quen Phan Văn Anh Vũ khoảng năm 2010 đến năm 2017 thì quen Nguyễn Duy Linh. Hòa làm nghề tự do, có hoạt động thêm lĩnh vực tư vấn tâm linh. Hòa thừa nhận có kết nối để Vũ và ông Linh gặp nhau qua điện thoại, mục đích để hai người biết và hiểu nhau. Đồng thời, Vũ muốn ông Linh giúp đỡ một số khó khăn về pháp luật. Chủ tọa hỏi, khó khăn đó là gì? Hòa nói bản thân không nắm được chi tiết, vì Vũ chỉ nói chung chung là gặp khó khăn về mặt pháp luật. Hòa khai gặp ông Linh rất nhiều lần, nhớ lần gặp ông Linh từng nói với mình việc Vũ là người đồng hành, giúp đỡ ông Linh về mặt tài chính. Cũng theo lời bị cáo này, Vũ nhờ Hòa đưa quà cho ông Linh. Khi đưa quà, Vũ không tâm sự chi tiết, Hòa không hỏi, không mở ra nên cũng không biết bên trong có gì. Đến khi đã chuyển quà cho ông Linh bằng việc suy đoán của bản thân và Vũ nói bên trong có 5 tỷ đồng, Hòa mới biết đây là tiền. Sau khi hỏi Hòa, tòa lần lượt hỏi 3 người được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhằm kiểm chứng lời khai của thầy phong thủy. Ông Nguyễn Đăng Luân, lái xe của Vũ thừa nhận đưa túi quà của Vũ cho Hòa, đặc điểm túi quà đúng như Hòa vừa miêu tả. Tương tự, hai ông Hoàng Nam Trung và Nguyễn Tuấn Anh, cấp dưới của ông Linh đều thừa nhận việc nhận quà rồi chuyển túi quà vào phòng làm việc của ông Linh theo sự chỉ đạo của cựu tổng cục phó. Là người thứ hai được xét hỏi, Phan Văn Anh Vũ bất ngờ phủ nhận việc Hòa là người kết nối giữa bị cáo với ông Nguyễn Duy Linh. Bị cáo và Hòa là mối quan hệ xã hội, còn bị cáo Linh là thủ trưởng cơ quan cấp trên nhưng không trực tiếp quản lý bị cáo, Vũ khai. Liền đó, hội đồng xét xử cho trình chiếu một số bút lục là lời khai của Vũ tại cơ quan điều tra, trong đó thể hiện việc Vũ thông qua Hòa đưa tiền cho ông Linh. Ông Linh khuyên Vũ đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian. Hội đồng xét xử cũng tóm tắt lại lời khai của Hòa trước đó về việc Hòa làm trung gian giúp Vũ tặng quà cho ông Linh. Tuy nhiên, Vũ cho rằng Hòa chỉ khai đúng một phần, đúng ở chỗ Hòa là người giúp Vũ chuyển quà cho ông Linh, sai ở chỗ các túi quà chỉ là thuốc, xì gà, chứ không phải là tiền như lời Hòa. Nghe vậy, chủ tọa liền đặt câu hỏi về sự mâu thuẫn trong chính lời khai của Vũ, bởi mới ít phút trước, Vũ phủ nhận Hòa là người kết nối, nhưng bây giờ lại thừa nhận Hòa là người chuyển quà. Đáng chú ý, khi đến lượt ông Nguyễn Duy Linh bị thẩm vấn, tín hiệu đường truyền dường như gặp trục trặc, âm lượng từ TV rất nhỏ, dù các phóng viên đã ghé sát tai vào màn hình nhưng vẫn rất khó khăn để theo dõi phiên xử. Trả lời tòa, ông Linh thừa nhận 5 lần nhận quà từ Vũ thông qua Hòa và trợ lý của mình. Tuy vậy, cựu tổng cục phó khẳng định quà chỉ là thuốc lá, xì gà chứ không phải là tiền. Bị cáo nói đến nay đã nhận thức việc nhận quà là sai, vi phạm vào những điều mà chiến sĩ công an nhân dân không được làm, nhận thấy cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Tòa cũng hỏi ông Linh về một số tin nhắn được cho là ông trao đổi với Hồ Hữu Hòa. Ông Linh nhận đây là tin nhắn của mình, nhưng cho rằng quy kết ông đề nghị Hòa thúc giục Vũ chuyển tiền cho mình chỉ là sự suy đoán, vì trong tin nhắn không có nội dung nào đề cập tới việc này. Tòa tạm nghỉ, tiếp tục làm việc vào chiều nay. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.